Xin chào tất cả các bạn nha. Thì quay lại với các bạn clip ngày hôm nay thì anh em mình mới lội qua cái suối này, lội từ bên kia sang bên này, sang bên này lại sang bên kia để kiếm cái chỗ bằng kiếm cái chỗ bằng anh em mình quay clip á. Nhưng mà biết thì cũng quay lại cái chỗ nơi bắt đầu luôn. Thì quay lại clip ngày hôm nay á thì bé Kiều, Thanh rồi Oanh nữa với lại bé Quỳnh đó. Quay lại thì cái bà này trốn lâu lắm rồi chưa thấy quay lại clip của tôi luôn á. Thế thì hôm nay anh em tôi vào trong đây có mua ít chân gà, anh em làm cái món món mà chị em hay thích đó là cái món gà gì nhỉ? Gà chân gà ngâm sả tắc nha anh em. Thì bây giờ anh em mình bắt đầu vào công việc luôn nha. Thì đầu tiên thì anh em mình bắt đầu sơ chế nha. Còn con dao nữa đâu, Thanh vào phụ luôn đi. Thì anh em mình mua ở đây là 2kg 2 chân gà nha anh em. Ủa có cái này sao cắt? Thì chút xíu nữa cắt đôi em đưa chút xíu nữa, em có sức mà. Thì anh em mình bây giờ chặt hết cái móng nữa rồi rửa sạch sẽ nha anh em. Bên kia người ta đi chơi về rồi nha anh em. Người ta chơi giờ nắng còn giờ mát thì người ta đi về. Còn anh em mình thì đi giăng nắng xong bây giờ mát mới chơi. Kiều sao hiểu điều phụ nữ thế, cắt phụ bé Oanh cho nó nhanh trời lỡ dao kìa, cạo cạo mấy cái ấy cho nó sạch đi. Không thì không thì tới tối nay ở đây ăn luôn, sợ làm tới tối chưa biết được ăn chưa á. Ê Thanh ơi Thanh, bên đây có, anh thấy có trái gì bên này nè. Đây đây, qua đây hái thử cho anh Thanh. Không biết nè, anh em thấy trái rừng nè anh em. Ây da. Ây da. Ây da. Không biết trái gì á. Sao hái được chơi. Anh em thấy trái không? Trái này quen lắm nè, hình như hồi trước anh có thấy rồi. Lấy cái cây tập xuống trái xuống đây đi. Anh em mình đi qua cái rừng bên này xem có gì không nha. Trời ơi sâu dữ á. Ây da. Nó cán quần luôn rồi. Trời ơi là trời. Trời ơi đã quá nha anh em. Suối nè. Trời ơi. Cái gối cây bắt ngang qua luôn kìa. Anh em mình thử lên rừng xem có cái trái gì hái được không. Trái này có ăn được không ta? Mình nên đặt cái thử. Rớt xuống đất rồi. Rớt xuống suối rồi. Trái này ăn được. Ăn được không? Trái này trái gì? Nó còn sống. Trái này tên gì? Anh em biết trái anh em biết trái này là trái gì không? Không biết trái gì nữa nhưng mà thằng Thanh nó kêu trái này còn sống không ăn được nha anh em. Thấy quá trời luôn á.
trước mặt mình mà trong khi đó mình ngồi mình nó tháng ra. Xin giới thiệu với anh 500 anh em, đây là giờ tương lai của Hòa Vlog nè. Đó, biết đâu mai mốt nó thiệt thì sao, không có tao lấy. Nó coi YouTube xong rồi đó, mấy đứa công ty đi vậy, xin công ty nó cho, trời ơi, nó bị yêu luôn. Biết đâu mai mốt anh chửi em cái bắt đầu anh quay lại cái quay clip này, anh cắt cái khúc này ra ghép vô cái bảo đó ngày xưa tôi biết trước tương lai. Phải thôi đúng không, mình phải trừ hao đây chứ. Thì anh em tôi mới bắt cóc được một cô gái xinh nha, rủ xuống đây chơi luôn, hai cô gái xinh luôn nè đó, bắt cóc xuống đây chơi luôn. Thì bây giờ anh em mình rửa chân gà nha anh em, cái chừng nó trôi luôn đó nha, trôi mất chân gà rồi đi mò chân gà luôn á. Hôm nay có gái xinh kế bên kia, béo anh với lại bé Kiều ngồi chơi rồi, sướng sướng rồi. Ok chút xíu nữa trả công chỗ mắt chị tính gì? Mi. Mi hả? Lại gặp Mi nữa rồi. Bạn em nhiều Mi lắm á. Rồi bây giờ anh em mà bắt đầu rửa lại bằng nước sạch nha anh em. Đâu rồi nước tha thì thôi đi nha. Hiếu bây giờ nãy giờ chưa được lấy hình nè. Hiếu là phải đi ra cách đây mấy cây đi kiếm mua được 5.000 đá nha anh em. Mà chưa thấy cái cảnh khổ của anh em tao đây, lội từ đây sang bên kia, sang từ bên kia lội sang bên này đi kiếm chỗ ngồi, tới giờ nó mát luôn. Thôi bây giờ lội qua đứa, bây giờ mệt lắm rồi, giờ không lội nữa, giờ cứ định ngồi đây nè. Ô bé Mi, ở bên này thiếu thiếu này, em bây giờ thấy không dám mở khẩu trang đây nè. Chỉ sợ người thấy trùng bồ. Ủa em kêu Thương Anh mà bây giờ em kêu có trùng bồ nữa là sao? À. Bạn bạn. Hiếu có người yêu rồi mà phải để cho mình chứ. Trời chắc có người yêu. Sao không có? Ê. Ai biết đâu. Mình tới đi. Thôi, anh kêu rồi lần này anh mà ế là anh về anh cua béo anh mà. Cái nào Hiếu đâm vách lộn ngược lại sao dối. Do là bây giờ anh em mình trễ rồi nha anh em, bây giờ 4:30 rồi. Bây giờ 4:30 rồi cho nên là anh em mình không có gom củi nấu nữa mà bây giờ mình chưa bếp ga cho nó nhanh nha anh em. Bây giờ mà gom củi này chắc 7 giờ tối mới được ăn nha anh em. Đó anh em mình hôm nay là chưa bếp ga. Quanh đi lại mấy đứa mà trong công ty nó coi rồi nó có nói gì không anh? Trời nó nói nay làm cái gì? Nay là bồ làm bồ anh vlog ha. Bồ vlog. Cái mỗi lần mà tới chủ nhật nó hỏi ủa bữa nay đi quay món gì vậy? Ăn món gì? Không bởi chứ mày nói tiếng này.
anh em mình sắp xong cái chỗ mà mấy cái gia vị ngâm chân gà rồi nha, làm không uống trà bá luôn. Ồ, đây có trái cây rồi, chút xíu bé Kiều làm trái cây nha. Nãy giờ anh thấy ngồi chơi không á? Cứ đổ mà nước thì ngập vô tay. Cả kênh, cả cái kênh của tôi được mỗi 2 hot girl nữa nha anh em. Anh em có yêu quý thì nhớ cho một like nha. Với cái bạn Facebook nha. Có cái bạn Facebook luôn. Bỏ đá vô đi. Nó ra cái gì vậy? Ngoài. Rồi bây giờ anh em mình bắt đầu bỏ đá vào cho cái chân gà này nó giòn rồi nha anh em. Tại nãy mua 5.000 đá nhưng mà bây giờ nó nắng nó tan hết rồi. chạy từ ngoài lộ vô tới đây. Bây giờ còn có 2 cục ba lớn này thôi, chắc không biết là nó có giòn được. Không, có đá uống nước luôn được kìa. Nhìn uống nước luôn. Rửa cục đá thôi. Ê, nó ra cái gì trắng trắng này nè. Nó đông. Cái mỡ hả? Mỡ nó đông à. Này nếu làm nhà có tủ lạnh bỏ vào ha. Bén này chắc giờ nó mềm luôn á. Anh em ơi, bây giờ nó hết nắng rồi mà giờ sắp chuyển mưa rồi sao, trời đen xì luôn, bên này nghe tiếng sấm luôn rồi nè. Bé Oanh ơi, bé Oanh, chút xíu mưa thì anh có bờ vai đủ rộng rồi. Thì chút xíu rồi anh cũng có, anh cũng chở em về được mà. Em cứ yên tâm đi, mọi chuyện cứ để cho anh lo là được rồi. Nhưng mà thấy đâu có điều đó đâu. Đi đường rõ này nè, ra cầm xe nè. Đi cầm xe chứ sao? Anh em thấy không? Đi đường rõ nó dễ hơn. Ờ mà đi đường rõ 1 2 3 4 5 6 người mà bây giờ tính ra có người làm anh em. Hả? Tại vì cũng bị chửi nữa. Anh Thanh cũng đang. Anh không có chửi, anh không bao giờ chửi em nghe. Em là chỉ để yêu thương thôi. Hiểu. Trời ơi, ta đang thả thính rồi. Anh em nha, có cua thì cua bé áo vàng, còn có áo bé áo đỏ là của quà rồi nha. Ê, đúng, cua bé áo vàng nữa hả? Đó, bé áo vàng bên này này, muốn cua sao cua, còn bé áo đỏ là của Hòa. Hòa là đặt cọc con trâu rồi nha anh em. Kiếm bây giờ anh em mình để lại hết cho vợ tôi làm nha mấy đứa. Cái gì bột ngọt đường rồi. Cho cái này vô trước luôn đi. Em muốn làm sao làm, chắc chắn là sẽ ngon rồi. Riêng bây giờ anh làm là bao ngon, bao cay luôn, thấy nó cay. Nhìn ngon, nhìn hấp dẫn không ba con? Hấp dẫn luôn. Nước mắt luôn. Trời, nhà để đến ghen đúng chứ. Cho nước mắm vô nữa đi. Trời ơi anh em ơi nhìn này. Cái đường đó hả Kiều? Ôi dạ, ôi. Chị cứ bỏ đi. Bỏ cho không có cái nhà. Để em xin chút mắm cho nó nè. Rồi, xong nào ok ok nha. Ok. Anh em ơi, tình hình là anh em mình có nghe tiếng sấm rồi nha. Bé Bi Oanh chút xíu không thấy đường chạy thì cứ lên lưng anh cổng nha. Không thì bé Kiều lên lưng anh cổng luôn cũng được. Anh cổng được hết. Bé Quỳnh, bé Quỳnh để cho chú Hiếu. Mấy con kêu không chừa chú Hiếu, cô nào. Nè, thấy vậy thấy chứ gà không này chưa, mấy kêu có nhiêu đâu. Thì quá trời mà. Nói chung là như đây anh em mình ăn bao phê luôn, trời ơi, đỏ tươi luôn. Anh em thấy phụ nữ có cái tem bằng tôi không? Đảm đang. Anh em mình sẽ cho thêm ít xài. Anh em mình cho ít xài vô nha, cho nó đẹp, ăn cho nó ngon luôn nha anh em. Sao nó bự quá vậy? Đổ vô không? Đổ vô luôn cho nó ăn luôn. Mà nó dài quá. Kệ nó đi giờ, trong đây không có. Nó dài mà nó dày, nó to. Trời ơi, nó đổ ra nó đẹp lắm luôn á. Trời, Hiếu nó có làm được cái gì đâu mà. Đường, bỏ vô. Ôi, nhìn hấp dẫn quá, thèm đói luôn rồi đó. Chuẩn bị chuyển đồ đi bà con ơi, chuẩn bị kinh đồ đi nè. Chuẩn bị mưa rồi nha anh em. Anh em thấy anh em tôi cực khổ không? Quay phim từ lúc nắng mặt trời trên đỉnh đầu luôn mà bây giờ tối rồi, gần tối rồi, chuyển mưa rồi. Mà chưa được ăn nữa anh em ạ. Đói lắm rồi. Đi từ sớm tin mơ mà đến giờ. Thấy ớt quá, cay luôn quá. Ôi, đã quá nè. Nhìn cái áo mưa cho anh xem hình mẹ dịp xuống nè em.
Ôi ôi đỏ à, luôn kìa. Em cứ làm đi. Ớt cái việc này để cho. Cái này để chút xíu thấm nữa thôi. U cha anh bao phê. Xíu nữa mình bỏ nó cho nó chơi nhưng mà mình quay mình lụm. Bây giờ trời sắp mưa anh em tôi chuyển vào cái gầm cầu này mà. Chút xíu mà lỡ có mưa thì anh em mình còn có chỗ trú xíu nha. Nhưng mà thực sự là đi quay phim bây giờ mất ba đâu đôi dép rồi nha anh em. Đất rồi hả? Trời ơi anh đang bê bình nước chứ không? Chứ không anh bê em luôn rồi. Đây. Thanh niên là thủ sẵn áo mưa chùm luôn rồi anh em ạ. Anh em thấy giờ tôi nhí nhảnh không? Thôi giờ đợi chắc lâu rồi, chắc anh em mình ăn được rồi ha. Nó đâu có cay đâu. Không có cay. Anh đâu thấy cay đâu. Hiểu hoàn không? Ngon lắm anh em. Nhưng mà chưa có thấy cay. Sao? Ngon á. Ngon. Được. Có khi nào đang gặp nó rớt xuống luôn không? Rớt xuống rồi, em cũng hiểu số phần của em luôn rồi, xuống suối ngồi nghe chưa? Rớt xuống nghĩa. Cái đó là trời không cho ăn đó. Ăn bé Quỳnh. Hả? Trời rung tay ăn. Ăn chân gà rung tay hả? Cái kỳ à. Ăn rung quá. Ngon không? Ngon quá anh em, quốc miếng tắc rồi đi ha. Này khó cái chấm gì nó vừa luôn rồi nha anh em. Chua quá. Ăn miếng chanh, ăn miếng tắc chua quá là chua luôn. Này có tí. Có sắc luôn nha, bỏ vô đây luôn nè. Muối đâu, muối tiêu đâu, hồi nãy có muối tiêu mà. Còn mà, không có bỏ sót cái gì đâu. Trời ơi. Nhìn nhiều ớt mà chứ đâu có cay đâu ta. Sao mà Thanh kêu cay là sao ta? Cho miếng xà vô nè. Miếng xà vô nha anh em. Đổ muối ra béo Quỳnh. Muối chấm trái cây ăn. Muối sợ rung tay mà cũng ăn luôn. Ăn vô là hết rung à. Má Huệ đang kêu. Má Huệ hả? Trời ai gọi kêu con nhỏ vậy? Thao này anh mệt nghỉ rồi nha anh em. Rồi các anh em mình sẽ dừng video đây thì như anh em thấy nè, anh em tôi ăn không hết nữa, mà bây giờ bỏ vào hai cái hũ nè, kia hũ nữa ba hũ rồi. Anh em tôi phải bỏ mang về cho, tại bây giờ ăn không có hết được. Với lại trời cũng sắp chuyển mưa rồi sao á anh em ạ. Giờ thấy gió quá trời rồi á. Thì chắc anh em mình sẽ tạm dừng video ngay khúc này nè. Đang còn cờ ăn ráng cái chân gà nè. Thực sự là nó nhiều lắm nha anh em. Thì cảm ơn anh em đã xem video clip của mình á. Nếu mà thấy hay á thì cho anh em mình một like, một share và nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nha. Còn bây giờ thì nha. Anh em mình bye bye. Hẹn gặp lại. See you again. Anh em mà có yêu quý View Anh với lại Diễm Kiều thì nhớ cho anh em mình một cái bình luận mình cho Facebook nha. Tim nè. Như anh em thấy không, đây là một cái lòng sông nha. Sông này là cái cầu hồi, cái cầu hồi nãy mà anh em mình quay ở dưới lên á, thì trên này là một cái sông nha. Lẹ đi.
trên này là một cái sông bắc qua nha. Thì anh em mình đang ở trên lòng sông nè, còn ở dưới là dưới gầm cầu nha. Cái chỗ bên kia là chỗ anh em mình quay clip đó đó đó. Ôi cảnh đã không anh em, mát luôn á. Gió mạnh quá trời luôn á.